Bà Bảy vượt biển. Tác giả Ngọc Đẹp. Chuyến đi vượt biển để tìm tự do của tôi rất là may mắn. Không gặp cướp biển mà chỉ bị sóng biển và mưa gió. Nhưng cũng đủ để làm tôi hoảng hốt không dám vượt biển lần nữa. Dần dần tôi quen với mọi người chung quanh. Tôi mới biết được là mọi người đến đảo đều mang theo một câu chuyện vượt biển khác nhau. Mà nơi dừng chân lại giống nhau. Đó là tìm tự do. Tôi ở lại khu C, là nơi trung tâm sinh hoạt của đảo Pulong Bidong bây giờ, gần bãi biển, chợ, trường học, thông tin văn hóa, gần cả nhà thờ, chùa, vân vân. Buổi chiều ở đảo cuối năm sao mà mưa thật lớn, mưa ngập cả lối đi. Cơn mưa kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, có thông báo trên đài phát thanh. Có tiếng nghe được, có tiếng nghe không. Nhưng chúng tôi vẫn đoán được là có người mới đến đảo. Một số người cùng xóm đã mặc áo mưa đến hội trường để tìm người thân. Nhưng lúc về họ bảo rằng chẳng thấy ai quen cả. Nghe nói đâu toàn là đàn bà con nít. Điểm khởi hành là vùng miền Tây sông Hậu Giang. Chẳng có ai là dân xứ khác cả. Tôi nghe đến đây thì vội mừng. Lát nữa trời tạnh mưa, tôi sẽ đến hội trường tìm người thân hay bạn bè gì đó. Biết đâu sẽ tìm được người quen đem về ở cùng nhà cho vui. Cùng người bản xứ thì lúc nào cũng vui hơn. Trời vừa dứt cơn mưa, tôi đang loay hoay với bữa cơm chiều nấu chưa xong thì có một anh chàng đến tìm tôi và bảo: "Nhà chị có hai người phải không?" Tôi đáp: "Dạ, đúng như vậy." Anh nói tiếp: "Chị đón người mới nhập trại, chỉ có nhà chị chưa đủ 15 người. Ngoài ra những nhà khác đông lắm, không thể ở được. Đây là một gia đình xin chị đón tiếp dùng." Trong đầu tôi nghe loáng thoáng 15 người. Trời ơi, sao mà đông thế? Quy định chỉ có 10 người cho một căn, mà bây giờ lên đến 17 người. Không biết làm sao bây giờ. Anh ấy quay trở về phòng làm việc. Và một lúc sau anh tay xách nách mang vài thứ gì đấy, cùng với bà mẹ khá lớn tuổi ngoài 50, cùng với lũ trẻ 14 nhập chung nhà với tôi. Tôi chỉ cho bà chỗ nghỉ, rồi phụ giúp mấy đứa bé tắm rửa. Cơm chiều cũng đã xong, tôi mừng thầm. Bà mẹ với 14 đứa trẻ thì vui mừng nhà lắm. Vài ngày sau, tôi mới biết bà không phải là mẹ của chúng nó. Đứa gọi bằng bà nội, đứa gọi bằng bà ngoại, có đứa gọi bằng bà. Sao bà can đảm thế, dẫn cả lũ nít đi vượt biển? Tôi khâm phục bà lắm. Tôi và em tôi tìm cách nói chuyện với bà, nhưng bà không nói, chỉ gật đầu với lắc đầu, đưa tay làm hiệu thế là xong. Cứ mỗi lần ăn cơm với bà chỉ để đôi đũa lên trên chén cơm rồi khấn nguyện điều gì khá lâu. Xong bà để chén cơm xuống ngay miệng định ăn, thì nước mắt của bà cứ tuôn tràn. Rồi bà ngưng không ăn được. Động tác như vậy cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Hình như chén cơm của bà đã đầy cả nước mắt. Bà ăn được một phần chén cơm rồi lại bỏ đi nằm. Bà luôn luôn nằm quay mặt vào vách, tiếng khóc nghe nức nở lắm. Tôi thông cảm cho bà. Tình trạng những người mới tới đảo, ai cũng nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ người thân. Suốt 3 tuần lễ ở chung, bà chỉ nói câu "cảm ơn cháu", vậy là xong. Những đứa trẻ đi theo bà, đứa lớn nhất 9 tuổi, còn nhỏ nhất là 2 tuổi. Tôi săn sóc hai đứa trẻ nhỏ nhất cho bà, còn những đứa khác có đứa tự lo lấy cũng được. Ít lâu sau, tôi mới nấu cơm đãi bà. Bà trông khỏe hơn trước, nhưng nỗi buồn niềm tâm sự ảo não. Trong buổi cơm, chẳng có gì đặc biệt. Toàn bộ thực phẩm được cấp, nhưng tôi làm rất nhiều món. Trước khi ăn cơm, tôi cẩn thận nói với bà: "Thưa bác, ngày mai hai chị em con sẽ rời trại để trại chuyển tiếp. Bữa cơm hôm nay là bữa cơm chia tay với bác." Tôi nói đến đây, bà ôm chầm lấy hai chị em tôi lại khóc nữa. "Sao bà nhiều nước mắt thế?" Tôi cầm tay bà. Tay bà lạnh, khô cứng, có lẽ vì làm việc quá nhiều. Ăn cơm xong, hai chị em tôi bận rộn với việc rời đảo ngày mai.
Bà đến bên cạnh tôi ngồi xuống và nói: "Cảm ơn hai cháu nhiều lắm. Nếu không có hai cháu, bà không thể nào chăm sóc cho đám trẻ này được." Và bà tự giới thiệu bà là bà Bảy rồi nói: "Cháu cứ gọi bác như thế." Tôi ở với bà gần một tháng mới biết được tên bà. Xong bà nói tiếp: "Con gái của bác, nếu nó còn sống thì nó cũng cỡ tuổi cháu. Hình dáng bề ngoài và giọng nói cũng giống như cháu. Mỗi lần nhìn cháu bác lại nhớ đến nó. Nay tụi cháu đi rồi thì nhà này buồn lắm." Tôi an ủi bà, càng an ủi bà càng khóc. Tôi không biết phải làm sao. Có lẽ bà muốn gắn chặt tôi với bà, hay bà muốn nói với tôi điều gì đó. Tôi nói với bà: "Sau này bác có đến trại chuyển tiếp, bác tìm con." Tôi đưa tên họ và địa chỉ cho bà. Bà bảo bà không biết đọc chữ. Tôi hỏi quê quán bà mới biết bà ở ngay đầu xóm quê ngoại tôi. Bây giờ tôi nhìn rõ, bà đã đến nhà ngoại tôi vài lần. Trong lúc nghỉ hè, tôi có ở đó chơi. Còn nhớ bà đem biếu ngoại tôi nhánh câu giòn mới hái. Đến thăm nhau hàng ngày, mà sao bây giờ bà đến đây rồi? Bà vui mừng ôm chầm lấy tôi. Hình như bà đã tìm được an ủi và nỗi nhớ thương. Lúc này bà mới cẩn thận kể lại chuyện vượt biển của bà cho tôi nghe. Câu chuyện chưa kết thúc thì đêm cũng tàn. Bà quá mệt mỏi và sáng mai tôi lại rời đảo. Bà kể: "Chuyến đi của tôi rất nhiều tốn kém. Tàu lớn, máy móc đem theo nhiều. Vì tàu đa số là đàn bà và trẻ em, cùng với mấy đứa con của bà, rể, dâu, cháu nội và cháu ngoại gọi bà bằng cô, bằng dì. Để bảo đảm không bị công an bắt, ba đứa con của bà vừa cải tạo xong, chúng nó muốn đi an toàn. Chúng tôi phải tốn 10 cây vàng để che mắt tụi công an đưa chúng tôi ra khỏi hải phận. Ra tới hải phận quốc tế, trên tàu là 74 người cùng chúc mừng nhau vượt khỏi hiểm nghèo. Đi biển không như mình tưởng tượng được. Trải qua một đêm rồi đến ngày hôm sau, khoảng 4 giờ chiều, tàu chúng tôi gặp một tàu mà chúng tôi tưởng là tàu cứu người ngoài khơi. Mọi người đều náo nức vui mừng vì có tàu cứu giúp. Không ngờ tàu ấy cập vào tàu chúng tôi. Một số người nhảy vọt lên, người cầm dao, người cầm cây. Tất cả 9 người, ai cũng có vũ khí đe dọa. Chúng ra dấu bảo đưa tiền, vàng. Chúng tôi trên tàu ai cũng đưa cho để được thoát nạn. Xong chúng bỏ đi, khoảng 2 tiếng đồng hồ sau, lại có một nhóm khác nữa đến. Cứ thế cho đến ngày thứ hai, tổng cộng bọn cướp tàu chúng tôi là 5 lần. Chúng tôi bàn với nhau, tất cả tài sản mà mình mang theo hãy bỏ chung với nhau. Mỗi lần gặp cướp lại chia ra một ít, như thế hay hơn để bảo đảm an toàn. Mọi người đồng ý với nhau, thêm 2 chiếc tàu cướp tới nữa, chúng tôi lại đưa tiền cho họ. Có lẽ chê ít hay sao đó, họ tách rời phụ nữ ra, dẫn sang tàu chúng, tất cả 17 cô gái. Xong họ hãm hiếp, mặc cho tiếng kêu cầu cứu gào thét của phụ nữ. Xong họ trả phụ nữ lại tàu. Chúng nó bàn tính với nhau rất lâu, rồi quyết định đục thủng thuyền của chúng tôi, phá cho hư máy. Tất cả lương thực, nước uống mang theo đều bị chúng quăng xuống biển. Thuyền của chúng tôi bị nước ngập tràn phân nửa. Mọi người bắt đầu lo sợ và hì hục tát nước ra. Đến nửa đêm, ai nấy đều mệt và cứ để cho thuyền trôi. Phần vì bị say sóng, phần thì đói lạnh, khát nước nên đã ngủ thiếp đi. Vào lúc nửa đêm, sóng to bắt đầu nổi dậy. Ai cũng lo sợ thuyền của mình bị chìm. Phụ nữ thì lo ôm con vào lòng, thanh niên thì lo tát nước. Tiếng khóc của trẻ em, tiếng to, tiếng nhỏ. Phụ nữ bị hãm hiếp thì chỉ biết ôm gối ngồi khóc thút thít. Hình như tiếng khóc đó không ngưng được. Trên tàu, trẻ em đòi mẹ cho ăn, rồi tiếng chửi thề của ai đó trên tàu. Cướp gì thì cướp, tại sao còn quăng hết đồ ăn xuống biển? Bây giờ trẻ em đói lấy cái gì mà ăn? Hình như lúc nào trên tàu cũng có tiếng phàn nàn tụi cướp quá dã man. Mờ mờ sáng hôm sau, chúng tôi lại thấy xuất hiện thêm 2 tàu trước mặt. Không ai đoán sai cả, đó là tàu cướp.
Chúng cướp gì nữa bây giờ? Trên tàu đâu còn gì để cướp. Đồ quý giá, đồ ăn, đồ dùng, phương tiện vượt biên đắm chìm cả dưới lòng đại dương. Đàn bà con gái đã bị chúng hành hạ, bây giờ còn đến làm gì? Thôi thì cứ xuôi theo định mệnh là xong. Thuyền chúng cập hai bên thuyền của chúng tôi. Sau vài phút quan sát, tất cả bọn chúng đổ khoảng 20 người. Đến từng người lục soát, hỏi han la lối mọi người trên tàu không ai trả lời. Không hiểu họ nói gì, nhưng chúng tôi cũng thừa biết rằng họ muốn vàng và đồ quý giá. Tiếng trẻ con càng khóc lớn hơn nữa. Trên tàu, bọn cướp không còn tìm ra thứ gì đáng giá nữa. Chúng bèn kéo tất cả phụ nữ lên đằng trước mũi tàu. Những đứa bé khác la đòi mẹ, bọn cướp vẫn không màng quan tâm đến. Chúng xô đẩy chị em phụ nữ qua hai tàu của chúng. Còn lại 5 phụ nữ, chúng lấy dây trói lại hết, lột quần áo quăng xuống biển và chúng đè họ hãm hiếp trước mũi tàu. Trước bao cặp mắt của mọi người, tiếng la hét của những người bị hiếp, tiếng cầu cứu của những người bị bắt đi, nghe sao mà thê thảm quá. Trên tàu, phụ nữ chỉ còn lại có tôi. Có lẽ bọn cướp chê tôi quá già, xấu xí, nhờ vậy tôi thoát được cảnh này. Đau đớn hơn nữa là con dâu tôi. Ôi sao mà tội quá. Con dâu tôi vừa mới cưới đầu năm. Cuối năm tôi dẫn đi vượt biên với cái bụng đã căng tròn. Hình dáng bên ngoài rất là mệt mỏi, phần vì đói, không quen đi biển lại mang thai lớn, mà bọn cướp cũng không tha cho nó. Giờ đây nằm giống như người chết trên mũi tàu, toàn thân nó không có thứ gì để che. Con trai của tôi, chồng nó, không thể chịu được cảnh vợ mình mang bầu mà lại bị hãm hiếp. Nó đứng dậy, chạy tới, xô tên cướp sang một bên. Tên cướp lao đao té xuống thuyền, xong nó vùng dậy và nói gì đó với đồng bọn. Lập tức chúng nó xuất hiện, trên tay mỗi đứa đều có một con dao mũi dài và cong. Chúng nhảy sang tàu chúng tôi, chém. Có một thằng đưa tay cao chém thật mạnh vào cổ thằng con trai tôi, đầu rớt xuống biển, máu phọt ra, thân thể ngã rầm xuống tàu. Tôi nhào tới ôm lấy con, tay chân nó còn run, tim của nó vẫn còn đập. Tôi áp mặt vào ngực nó, ôm chặt nó vào lòng. Máu của nó thêm một lần nữa hòa tan vào người tôi, và lúc ấy tôi đã chết cùng với con trai tôi. Mặc cho chung quanh tiếng la hét, tiếng khóc lóc, tiếng kêu của trẻ em, tất cả cùng tôi chìm vào biển sâu. Vừa lúc này, trời ở đảo Bi Đông có gió lạnh từ biển thổi vào. Tôi biết đêm đã khuya, tiếng nói cùng tiếng khóc của bà thì thào bên tai tôi nhỏ dần, rồi tan biến trong đêm tối. Tôi nghĩ bà đã ngủ, hoặc vì thương nhớ con mà không thể kể tiếp được giờ phút hải hùng ấy mà bà đã chứng kiến. Câu chuyện của bà kể cho tôi nghe đến đây coi như kết thúc. Nhưng tại sao bà còn sống và nằm cạnh tôi như bây giờ? Tôi thật có nhiều câu hỏi cho bà, nhưng lại không dám đánh thức bà dậy. Sáng mai tôi rời đảo rồi, hoàn cảnh của bà làm tôi rung động. Suốt đêm tôi cứ nghĩ lung tung, gia đình bà đã tan nát, không còn nữa. Phần máu thịt bà đã tan trong lòng đại dương, mang theo cả linh hồn và sự sống của bà. Bây giờ bà chỉ còn có cái xác gầy gò khô héo, cùng với trách nhiệm nặng nề là đám trẻ mồ côi của bà. Bây giờ tôi mới hiểu thái độ thờ ơ lạnh lùng của bà lúc bà mới đến ở với tôi. Tôi lại thấy thương bà hơn bất cứ một ai, và tôi cũng không muốn rời bà. Tôi muốn ở lại thêm với bà một ít lâu nữa, nhưng chuyện đó tôi không quyết định được. Chúng tôi chia tay bà. Thông thường mọi người rời trại vui vẻ, hăng hái ra đi, mà sao trong lòng tôi còn quyến luyến sâu đậm. Tôi rời trại cứ suy nghĩ mãi. Bà đã chết cùng với con bà trên biển, mà tại sao ngày hôm nay bà lại còn kể câu chuyện của bà cho tôi nghe? Thật là một sự huyền bí, chứa trong lòng tôi bao nhiêu câu hỏi mà không sao trả lời được. Một tháng sau, tôi gặp lại bà tại trại chuyển tiếp của Mã Lai, trại Sangen Besi. Bà lại ôm lấy tôi, vừa cười vừa khóc.
Thế là bao nhiêu câu hỏi ấm ức lâu nay đều mang ra nhờ bà giải đáp. Bà bảo rằng bà đã chết trên con thuyền đầy máu ấy. Rồi cơn mưa buổi tối ấy rất lớn, nước ngập lên cả tàu nữa, ngập đến chỗ của bà nằm. Bà cố gắng ngồi dậy, nhưng không sao ngồi được. Cả một khối nặng đè lên người bà. Bà cố gắng hết sức cũng không lay chuyển được. Đó là những người trên tàu chết và đè lên người của bà. Một lúc khá lâu, một cơn sóng biển thật mạnh đánh vào mạn thuyền, hất tung khối đè nặng trên người bà. Bà lật đật ngẩng đầu lên để mà thở trong bóng tối dày đặc của biển. Bà cũng không biết được bà đang ở đâu. Bà sờ soạng trong bóng tối, bà không nhớ được chuyện gì đã xảy ra cho bà. Bà đưa tay mò mẫm chung quanh để tìm phương hướng. Đụng phải mạn thuyền rồi bà lần mò đến đó, để hai tay lên mạn thuyền. Hai chân bà đứng trên những xác chết nằm ngổn ngang trên thuyền. Bà nhắm mắt lại, không nghe một cử động nào hay tiếng người nào đó chung quanh, mà chỉ còn tiếng thì thầm của sóng biển. Lúc này bà mới nhớ ra tàu đã bị cướp và tất cả đã chết. Bà nhắm mắt lại, nguyện cầu cho những linh hồn đã ra đi và nguyện cầu cho có một con sóng lớn tới để mang bà đi cùng với thân nhân của bà. Đến sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao, bà tỉnh dậy bằng tiếng khóc của trẻ em. Không phải một tiếng mà rất nhiều tiếng. Bà quay lại nhìn đằng sau khoang tàu, nơi mà phần dưới để máy chạy, phần trên được che một cái mui để ngồi lái, không to lắm, khoảng bằng một cái giường để ngủ. Bà run rẩy đi về hướng ấy. Thì ra những đứa trẻ trên tàu đều tập trung ở đó. Không có ai là người lớn cả, toàn là trẻ em. Bà nhìn lại trên tàu, khoảng 30 xác chết nằm ngổn ngang, trôi bồng bềnh qua lại. Nước đã vào hơn nửa thuyền, nước mưa, nước biển và máu trộn chung với nhau. Có những xác chết không đầu, bà biết trong đó có cả con của mình, dâu, rể và cháu của bà. Bà không dám nhìn nữa, chỉ biết ôm chặt những đứa bé còn lại trên tàu, nước mắt của bà cứ trào ra. Bây giờ bà chỉ còn có một ước mơ duy nhất là cho sóng biển nổi lên, mưa thật lớn để tàu bà được chìm trong biển cả và tất cả sẽ đoàn tụ bên kia thế giới. Qua thêm một ngày nữa, tàu bà lên đên trên biển đã là ngày thứ năm. Đến trưa hôm ấy, bà thấy một chiếc máy bay bay tới bay lui trên đầu bà, rồi họ phóng thanh nói gì bà chẳng hiểu, rồi lại bay mất. Vài tiếng đồng hồ sau, cùng chiếc máy bay đó dẫn đến hai con thuyền thật lớn. Họ cập vào tàu bà, rồi lần lượt đưa bà cùng lũ trẻ sang tàu họ. Ngày hôm sau, bà đến Bi Đông cùng 14 đứa trẻ mồ côi. Người cứu bà đã phát hiện nhiều xác chết trôi trên biển. Khi tôi gặp lại bà trên trại chuyển tiếp, bà rất vui mừng vì đoàn tàu của bà được trực tiếp sang Mỹ trong thời gian sắp tới. Hiện nay tôi không biết bà đang ở đâu trên đất nước này. Những đứa bé đó bây giờ thực sự đã trưởng thành. Không biết chúng còn nhớ lại chuyến vượt biển đau thương ngày nào không? Lúc ấy là cuối năm 1985 và đang bước vào mùa xuân năm 1986. Tôi nhớ tàu của tôi đến Bi Đông trước tàu bà. Tàu của tôi là MB-464. Nhóm tàu của bà lên đảo cách đó 3 tuần, được gọi là MB-474 hay MB-477, tôi không nhớ rõ lắm.